Sau một chặng đường dài từ 6 rưỡi sáng đến tận bây giờ là... Hiền ơi, bây giờ mấy giờ rồi? 10 giờ thì bọn mình mới đặt chân được đến cái Broken Beach, là cái nơi rất là nổi tiếng của cái đảo Penida. Ôi, mình không biết phát âm như nào cả. Tuy thì rất là đẹp đấy, nhưng mà các bạn sẽ phải vượt được một chặng đường rất là vất vả để có thể đến được đây. Không khuyến cáo dành cho những bạn nào bị say xe, bởi vì đường rất rất là sóc. Hơn một tiếng đồng hồ lái xe thì cả nửa chặng đường đến rất là sóc sóc, mọi quặn hết cả ruột lên vậy. Tiếp theo để chụp ảnh cũng là trong cái đảo này thôi, nhưng mà có vẻ vắng người hơn và có khả năng là sẽ chụp được nhiều ảnh hơn. Hiền và anh Phúc đang đắm đuối chụp ảnh. Đi ăn ghẹ không? Không. Sao không ăn? Đi mình. Thì đi mình, em dẫn đi còn gì nữa à? Tao cần phải mày dẫn. À, không biết nói tiếng Anh thì chả dẫn đi. Cần gì biết? Để sao? Anh... À, đi nói tiếng Anh thì phải biết. Thì phải mặc cả chứ. Thì phải mặc cả chứ, nhỡ mà người ta nói khác. Mặc cả đây. Trang ơi. Can I? Tiếng Anh nó phải cỡ đó. Thế có đi không? Để em tìm địa điểm cho. Để yên, để bọn em tìm ghẹ dưới 50 cân nó mới ngon. Thế cả. Không. Thịt phải trắng, đúng không? Thời này Bali kiếm thịt trắng hơi khó. Thịt không, nhưng trắng. Mà thịt chắc. Ai chỉ cần thịt chắc là được. Chắc sẽ ngọt nước. Ngọt nước, ngọt. Thế hả? Nước nồi đầy. Hiền ăn ghẹ thế sao Hiền biết? Hiền nhiều kinh nghiệm. Ghẹ Hiền ăn bao nhiêu cân? Này, Hiền chưa ăn mà Hiền nhìn nữa, Hiền đã chảy cả nước dãi rồi. Kinh quá. Ok, vậy là kết thúc lịch trình cho ngày hôm nay. Ngày hôm nay thì chúng mình cũng không đi đâu nhiều như ngày hôm qua. Tuy nhiên thì bởi vì cả một buổi sáng phơi mặt giữa nắng và trên núi, thế nên là cả ba đều rất là mệt rồi. Bây giờ thì sẽ ra tàu để đi về thành phố. Có thể tạm gọi là thành phố. Ừ, có thể tạm gọi là thành phố để về khách sạn và nghỉ ngơi. Còn thể là tối nay sẽ đi spa nếu mà tìm được chỗ nào vừa đẹp vừa rẻ, còn nếu không thì chúng mình sẽ lang thang ở trên bể bơi ở khách sạn để xem là khách sạn có điều gì thú vị không. Hẹn gặp lại mọi người trong vòng tích tắc, chắc thế. Gọi điện cho ai đấy? Yêu ai? Nghi ngờ con nào đấy? Không, mình nghe máy à? Đang bận nghe máy thằng khác rồi. Hỏng. Okay, xin chào anh em. Thì sau khoảng thời gian nghỉ ngơi thì bây giờ sẽ là khoảng thời gian tối, bởi vì còn khá là mệt sau cái quãng đường rất là dài và cái sự nắng của ngày hôm nay. Nên là bọn mình quyết định sẽ đi ăn ở một cái nhà hàng ở dưới cái khách sạn. Thực ra cái dọc đường khách sạn bọn mình đặt ý thì khá là thuận lợi và rất là tiện cho việc ăn chơi, mua sắm, ăn uống nữa. Nếu như mà một ngày các bạn đi chơi quá mệt thì các bạn có thể đi dọc đường này tìm được rất nhiều những quán ăn, những cái nhà hàng có view rất là đẹp. Hơn nữa thì đồ ăn cũng khá là rẻ, mình thấy menu cũng rất là phong phú. Nếu như mà có thời gian thì mình sẽ đi quay B-roll cho mọi người xem xung quanh khách sạn này như nào. Và bây giờ thì bọn mình sẽ phải ăn tối đây vì quá là đói rồi, đã gần 10 giờ rồi. Okay. Anh với Hiền lúc nào cũng có camera.
dơ ra là cũng thế này. Sáng hôm nay sẽ là một buổi sáng rất là thảnh thơi và mình không có kế hoạch gì nhiều ngoài việc là di chuyển khách sạn. Thì chuyến đi này của bọn mình sẽ chia ra làm hai cái khách sạn. Một cái khách sạn là giá cả vừa phải thôi để có thể là đi ra đi vào và ở tạm trong những cái ngày đi tham quan những cái điểm chính. Còn sau đó thì bọn mình sẽ chuyển sang một cái villa khác đẹp hơn, view đẹp hơn, rồi phòng cũng sẽ rộng hơn để có thể là hưởng thụ cuộc sống luxury ở đó. Trước khi chuyển khách sạn thì mình nghĩ là mình nên kể cho các bạn nghe cái câu chuyện tối ngày hôm qua. Khi bọn mình vừa ăn bữa tối xong thì bọn mình có đi đổi tiền. Đây là một lời cảnh báo cũng như là để cho các bạn cảnh giác khi mà các bạn muốn đến Bali. Bởi vì ở đây á, khi mà các bạn đến đây thì các bạn sẽ thấy là cái giá tiền mà các bạn đổi được sẽ rất là cao so với cái đất nước mà bạn đổi. Tuy nhiên giá cao như vậy thôi nhưng mà khi mà bạn vào đổi á, bạn sẽ bị họ lừa bằng rất nhiều phương thức. Ví dụ như hôm qua bọn mình đi đổi tiền thì bọn mình có muốn đổi 300 đô Mỹ thì khi mà tính ra thì sẽ được khoảng là 4 triệu rưỡi tiền rupiah. Khi mà họ đổi tiền cho mình ạ, họ sẽ đưa cho mình rất nhà liều tiền lẻ, họ không đưa cho mình cái tờ 100.000 đâu mà họ chia ra làm những cái tờ 50.000 ạ. Thì để cho cái cọc tiền của mình rất là dày. Thì khi mà họ trả tiền cho mình ạ, họ đếm thì họ không cho mình động vào tiền để mình đếm cùng luôn mà họ sẽ chia ra làm 4 cọc 4 triệu như thế này. Rồi sau đó một cọc 500. Thì họ đếm cho mình, họ đặt này đến khi mà họ vơ tiền và họ đưa cho mình ý, thì họ sẽ đút một ít tiền xuống dưới, họ làm bằng một cách nào đó kiểu như là giống người ta làm ảo thuật chơi bài ấy các bạn. Họ sẽ đánh lừa con mắt mình bằng một cái hành động rất là nhanh của tay, thì họ sẽ rút một ít tiền xuống đặt xuống dưới bàn. Họ đưa tiền cho mình, khi mình đếm lại, mình thấy thiếu đúng không? Thì họ lại giật lại, họ đếm lại cho mình bằng một cách nào đó, họ lại lấy được cái số tiền ở dưới bàn, họ cộp lên và họ đếm lại cho mình đúng cái số tiền 4 triệu rưỡi đó. Nếu như mà các bạn không biết gì ạ thì các bạn sẽ bị cái cảm giác như là ồ chắc là nhiều số không quá, nhiều số lẻ quá nên mình đếm sai, mình cứ ù cà cà, mình cứ thấy mình đi thôi là mình sẽ bị mất tiền. Nhưng mà may thay là cái chú tour guide của bọn mình đã dặn bọn mình trước là không được đổi tiền ở đây, bởi vì là cho dù cái giá nó rất là cao, họ cho các bạn cái giá đổi tiền rất là cao nhưng khi mà các bạn về các bạn đếm lại thì các bạn sẽ bị mất tiền. Và bởi vì là có một cái lời cảnh báo như vậy rồi, vậy nên là bọn mình kiểm tra lại số tiền rất là kỹ. Thì khi mà họ đưa tiền lại cho bọn mình này, bọn mình đếm lại thì chỉ còn có 2 triệu rưỡi thôi. 2 triệu rưỡi, 3 triệu thì phải. Và khi mà họ giật lại họ đếm tiền lại thì Hiền rất là nhanh, Hiền phát hiện ra được rằng là cái ông đổi tiền cho mình ấy, ông lấy được một cọc tiền ở dưới bàn để lên thành ra cái cọc tiền bọn mình ấy, nó từ như này, giấy thành như này. Vậy nên là bọn mình đã quyết định bọn mình không đổi nữa, bọn mình đi luôn. Các bạn phải để ý rằng là họ làm rất là nhanh, tay của họ nhanh cực kỳ luôn, đến nỗi mà các bạn biết rằng cả mình cả Anh Phúc đều nhìn chằm chằm vào cái số tiền mà người ta đang đếm mà không thể nào mà phát hiện ra được lúc nào mà họ đổi tiền. May là Hiền tinh ý, Hiền nhìn thấy, chứ không là lúc đấy là bọn mình cũng đã mất một số tiền khá lớn rồi, gần 2 triệu. Đó là một cái phương thức lừa đảo ở bên này. Còn một cái phương thức thứ hai thì chính là với những cái người Việt Nam như mình ý, thì tất nhiên chúng mình quen với cái giá trị đồng tiền hàng trăm nghìn, hàng triệu thì chúng mình quen rồi đúng không? Nhưng mà với những cái bạn mà ở nước ngoài này chưa có thói quen sử dụng những cái đồng tiền có giá trị lớn như kiểu 500 nghìn hay là 1 triệu vài trăm nghìn đó, thì họ sẽ lừa các bạn bằng cách như là các bạn đi ra những cái cửa hàng tiện lợi ý, bạn mua một cái gì đó. Thứ nhất, họ sẽ tính đội giá tiền lên hàng rất nhiều số không. Thứ hai, chính là bạn đưa cho họ tờ 100.000 nhưng họ sẽ nói với bạn rằng đấy là tờ 10.000 thôi và họ sẽ trả lại cho bạn chỉ một chút tiền thôi. Đấy là cái phương thức lừa đảo khá là phổ biến ở đây và mình thấy rất là nhiều người đã gặp phải rồi. Vậy nên là khi là các bạn đến đây, các bạn nhất thiết nhất rất là phải cẩn thận số tiền của mình. Họ sẽ không trấn lội các bạn một cách trắng trợn đâu, nhưng mà họ sẽ lừa đảo các bạn bằng một cách là khiến mình cảm giác như là mình được lời một cái gì đó, nhưng mà thực sự thì không phải là lời mà chúng mình vẫn mất một số tiền rất là nhiều. Và một thông tin ngoài lề nữa cho những bạn nào mà sắp sang Bali đi du lịch thì chúng mình nên chuẩn bị kỹ thời gian, bởi vì là nếu như các bạn đến đây á và ban sáng thì không sao, nhưng các bạn đi ra sân bay thì ở đây là họ sẽ tắc đường vào buổi sáng sớm rất là nhiều. Tắc đường sẽ không xảy ra vào cái tầm giờ cao điểm như tầm 5-6 giờ chiều đâu, mà sẽ là tầm buổi sáng sớm. Tắc đường rất là kinh khủng luôn, mình thấy xe kẹt ở đây cũng tầm 10 phút rồi họ mới di chuyển được một chút thôi ạ. Ok, thì bây giờ chúng mình sẽ ăn sáng ở dưới khách sạn, rồi sau đó thì chúng mình sẽ bắt taxi đi ra cái villa kia. Sau khi mà mình đến villa rồi mình sẽ quay cho các bạn một cái b-roll xung quanh cái khung cảnh của cái khách sạn đó. Mặn à? Ừ đúng rồi, một điểm ở đây nữa mà mình cảm thấy rất là kỳ quặc, không biết là họ có phải là nấu ăn bằng nước biển hay không mà mình thấy cái gì nó cũng mặn. Mà mình vốn dĩ là một người ăn khá là mặn, nhưng mà không hiểu sao mà đồ ăn ở đây nó mặn, mặn hơn cả cái khẩu vị của mình luôn ạ. Mặn lắm à? Pizza mặn hay là bánh mì mặn? Pizza mặn. Cà phê có mặn không? Ăn bánh mì là nó đỡ mặn. Cà phê có mặn không? Mặn lắm. Hôm qua mình ăn xong mà mình phải uống hết cả một chai nữa bởi vì đồ ăn quá mặn. Súp cũng mặn, đồ ăn chính cũng mặn. Cái khủng. Rút kinh nghiệm khi bạn ăn nên bảo họ cho ít muối. Họ cho ít muối thôi. Nhưng mà em sợ là người ta là chế biến cho mình bằng nước biển thế này. Ở đây.
Ôi, bánh mì khẩn cấp, bánh mì khẩn cấp. Ôi, mặn quá. Cắt thêm nửa bánh mì. Khiếp. Sợ quá. Đây là sao? Muối giới thiệu các bạn, sốt pizza. Sốt pizza. Pizza muối. Giới thiệu các bạn, đây là món pizza muối. Siêu mặn luôn các bạn trời. Này, miếng của em ấy một người nhờ. Miếng em đang giờ bánh cho trận nữa. Phần ở giữa mặn lắm, bởi vì có thịt gà. Có thịt gà mà có mấy thể loại thấm gia vị. Cái đế của nó đã mặn rồi, cộng với cái thịt gà càng mặn nữa. Ôi mặn quá. Còn nhiều phút, đồ phút cả thua. Ôi, anh là khẩu vị người Indo người ta ăn mặn vậy. Chắc thế. Thì chắc đáy khác em nhỉ. Bởi mặn thế. Ok, hẹn gặp lại các bạn ở cái khách sạn kia nha. Bye. Sự đáng sợ. Nó đối diện biển nhưng mà biển này chỉ có giá trị ngắm thôi. Bởi vì người ta nói đây là sóng đánh rất là mạnh, vậy nên là chúng mình sẽ không thể nào bơi được ở đây cả, sẽ rất là nguy hiểm. Tuy nhiên thì ở đây được một cái là nó rất là vắng người, bãi biển này không có một ai cả. Mình có thể tha hồ tung tẩy chụp ảnh hay đi chơi ở đây đều rất là thoải mái. Mình sẽ nốt cái địa chỉ khách sạn của bọn mình ở dưới phần miêu tả cho mọi người có thể tham khảo. Nếu mọi người có muốn nhu cầu đến du lịch Bali. Đây là đây là kéo cao này, một chút này. Mình vừa mới trang điểm xong, để lát nữa mọi người sẽ cùng nhau đi ra quán bar. Bây giờ thì mình nghĩ trước khi đi ra quán bar, mình sẽ cho mọi người xem qua cái phòng mình một chút khá là xinh xắn và đáng yêu. Anh xuống anh đưa vào cái máy là tóc. Phòng khá là rộng và phòng mình chỉ có một cái giường. Đây là bức tranh treo đầu giường, rất là xinh. Phía bên này thì là một cái bàn. Đây mình đang bày tất cả những cái đồ của mình. Cái túi này sẽ là túi trang điểm và túi này là túi dưỡng da. Một vài bảng phấn má, phấn mắt. Ở đây là cái ban công điểm nhấn của cái phòng. View ở phía ngoài thì rất là đẹp. Rất là mát luôn, gió rất là mát. Nhìn xuống dưới sẽ là bể bơi. Đứng ở ngoài này gió rất là mạnh, thổi bay tung hết cả người, tiếng sóng biển thì ầm ầm ầm. Mình nghĩ hôm nay là mình sẽ có một giấc ngủ rất là ngon. Bởi vì với những ngày mệt mỏi kia rồi, hôm nay mình sẽ được ở một cái phòng khách sạn vừa đẹp vừa thơm. Và hơn nữa thì biển rất là đẹp. Ngủ dậy cái mở mắt ra, mở cửa sổ ra đã sẽ là thấy biển. Ôi gió thổi. Bây giờ thì bọn mình sẽ đi xuống, chắc là xe cũng đã tới rồi. Bọn mình sẽ đi ra một cái bãi biển để có thể ăn và uống luôn ở đó. Không biết là nhìn ở ngoài nó có đẹp như trong ảnh không, nhưng mà bọn mình sẽ có một buổi tối vui vẻ và có thật nhiều những bức ảnh đẹp ở đấy nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn cho một một bộ nhẫn rồi sao đây, trái tim ở đâu? I love you. Rồi hình trái tim ở đầu ngón tay. Đầu ngón tay xinh. Sao mình đôi môi? Sao mình đôi môi? Đôi môi à? thích em nào đi hôn dạo luôn. Hôn dạo luôn, hôn gió à? Không chấp nhận được. Chuẩn chưa? Chuẩn chưa? Con đái quá ra biển đái bái. À quên, bên này xăm chữ bitches, bên này xăm chữ sorry. Bitches có 7 chữ anh ạ. Biết rồi. Nhìn cái kia giống cái cua. Đúng mà. Dài ngoằng ngoằng xong rồi nó cũng thế. Không có cái đầu.
em hỏi tài xế cũng không biết. Anh bảo gì cái cu đáng yêu hơn á? Đã đến resort Ariana rồi và bây giờ thì chúng mình đang trên đường đi ra cái rock bar. Siêu tắc đường rất là xa, rất là mệt. Cả hôm qua và cả hôm nay bọn mình đều cố gắng đi thật là sớm để có thể là ngắm hoàng hôn ở gần bãi biển. Nhưng mà chắc là cả hai hôm qua thì đã fail rồi, hôm nay thì nghĩ cũng sắp fail luôn. Bởi vì mặt trời đang xuống từ đít rồi, bọn mình vẫn đang trên đường thôi. Bây giờ mà loay hoay và xếp chỗ thì chắc chắn là sẽ muộn. Thật là buồn. Chúng mình đã tới The Rock Bar nhưng mà mặt trời đã xuống tới đít rồi và bây giờ bọn mình vẫn chưa đặt tìm được chỗ ngồi. Chúng ta sẽ trở lại cổng này không xa. Xa lắm ấy. Nhưng mà đúng lúc như này ánh nắng quay vào nhìn đẹp ha. Trời, nhìn ảo ha. Xinh quá ha. Em đi về hướng nào đây? Rock Bar this way. Đây. Mặt trời xuống đến đít rồi. Mặt trời xuống đến đít rồi. Lẹ lên, lẹ đi kiếm chỗ rồi. Vì bọn mình tới muộn quá, vậy nên là Rock Bar đã full bàn rồi. Thế nên là bọn mình sẽ phải lấy số để xếp hàng và chờ khi nào mà khách đi ra thì bọn mình mới có chỗ ngồi. Thì bây giờ thì nhờ vào cái số này bọn mình sẽ có một cái chỗ ngồi ở một cái quầy bar khác có tên là Sunset Bar gì đó. Nhưng mà không biết là có nhìn được Sunset ở đấy không nhỉ? Theo như thông tin mình tìm hiểu ấy, nếu như mà các bạn book khách sạn ở đây, bạn ở đây thì các bạn sẽ được book lịch ngồi uống ở cái quầy The Rock Bar đó. Còn nếu như bạn không có phòng ở cái Ariana Resort này thì các bạn sẽ không được book và các bạn sẽ phải đến tự do. Có bàn thì mình ngồi mà không có bàn thì chúng mình sẽ phải chờ như mình hiện tại này. Và mình sẽ chỉ có thể book được ăn tối thôi. Ê, sorry, I go with my friends. Theo mọi người nói đây thì là bọn mình sẽ phải chờ 6 đến 7 lượt người nữa thì mới đến lượt. Thì ở đây thì vẫn nhìn thấy được hoàng hôn. Cũng đẹp, kiểu đẹp miễn cưỡng. Cũng đẹp. Nhưng mà không phải Rock Bar nên là cũng được. Món chính đừng mặn, món chính đừng mặn, món chính em chỉ giống nhau. Mày vào khai vị uống hết mẹ cũng nước. Tại mặn làm chả. Ừ. Gà à. Nó chả rút sống như mình gì cả trời ơi. Mẹ, bọn mình vừa mới trở về nhà sau bữa tối ở Ariana Resort để đánh giá một chút về cái nhà hàng ở Ariana Resort đó, cái Zero Bar. Thì mình thấy đây là một cái nhà hàng ngon thì cũng không thật sự là ngon. Tuy nhiên thì cái view rất là đẹp. Khi mà các bạn ngồi ăn, các bạn có thể nhìn thẳng ra biển, sóng vỗ ầm ầm. Ở dưới hơn nữa thì cái nhạc ở trên bar họ hát live cũng rất là hay. Và cái không khí ở đó cũng rất là dễ chịu nữa. Gió thổi man mát, đôi khi còn hơi se lạnh một chút. Nếu như mà chúng mình ăn theo một set như là khai vị, món chính, rồi món tráng miệng và một đồ uống thì chúng mình sẽ phải trả là khoảng tầm 800 tính cả thuế nha. 800 đến 1 triệu cho một người ăn. Nếu như mà các bạn muốn đến Bali thì mình nghĩ là các bạn nên thử một lần ăn và trải nghiệm cái cảm giác ở đó. Mình nghĩ là các bạn nên đến sớm hơn một chút, bởi vì khi bọn mình đến thì cũng khá là muộn rồi. Bàn đặt thì cũng đã full rồi. Các bạn nên đến sớm hơn một chút, vì nếu như mà các bạn không có bàn ở đó thì các bạn có thể có nhiều thời gian, còn ánh sáng mà trời tốt để mà có thể chụp ảnh. Bởi vì ở đó thì rất nhiều nơi rất là đẹp để có thể chụp được ảnh. Và bởi vì bọn mình hôm nay đến quá là trễ, thế nên là bọn mình không còn sự lựa chọn nào khác là sẽ phải ngồi ở một chỗ khác để chờ thôi. Bây giờ đi chụp ảnh thì ánh nắng cũng đã xuống rồi, chẳng còn chỗ nào đẹp để mà chụp ảnh cả. Vì hôm nay là đêm cuối ở Bali, vậy nên là bọn mình muốn được trải nghiệm cái cảm giác là sang chảnh hơn một chút. Thế nên là chúng mình đã lựa chọn việc ăn tối ở Ariana. Nhưng mà nếu như mà có lần sau mình đến đây thì mình sẽ không lựa chọn việc ăn tối ở đây, mà mình sẽ lựa chọn việc đến đây uống. Bởi vì đây là một khung cảnh rất là tuyệt vời để cho các bạn có thể thưởng thức một ly cocktail, rồi hay là bia, những cái đồ uống có chất lượng
cồn. Và đồ ăn thì mình thực sự không đánh giá cao lắm. Có thể là bởi vì hôm nay mình ăn chỉ một vài món thôi. Tuy nhiên thì mình có thể cảm nhận được rằng đồ ăn ở đây nó thực sự không có gì quá nhiều đặc biệt để có thể gọi là xuất sắc cả. Ngon thì cũng không phải là ngon, nhưng mà dở thì chắc chắn không là dở rồi. Nhưng mà để tổng kết lại thì với cái giá tiền như vậy, với khung cảnh như vậy, với đồ ăn như vậy, với phong cách phục vụ như vậy thì mình thấy ok. Ba đứa chúng mình đã plan cái kế hoạch đi Bali này được 3 tháng rồi, bởi vì là ba đứa đều mong chờ một buổi holiday cùng nhau nữa. Cũng thật sự là thời gian trôi quá là nhanh, như vèo một cái đã hết 3 tháng chờ đợi. Và chúng mình đã ở đây được đúng 6 ngày 5 đêm, và đến ngày mai chúng mình sẽ phải đi về rồi. Ở đây ở Bali thì còn vô số những nơi mà chúng mình chưa đi hết, rất là nhiều nơi đẹp, rất nhiều nơi hay mà mình cũng chưa có thời gian để mà đi hết được. Và hơn nữa thì sức khỏe cũng không thể nào đảm bảo được cho cái việc mà có thể đi hết tất cả các tour ở đây. Nhưng mà nếu có cơ hội lần sau đến thì chắc chắn là mình sẽ tham quan Ubud này, là cái nơi mà có đồng ruộng bậc thang rất là nhiều này, nhiều khu đền khác, đền Tananot. Thực ra cái đền đấy thì Hiền đã đi rồi, Hiền đã đi một mình, nhưng mà bọn mình thì kiểu quá là mệt, là mình và anh Phúc đã ngủ lại trong phòng, còn Hiền thì đi một mình. Mình nghĩ là mình sẽ lấy ảnh của Hiền và chén lên cho mọi người xem. Bây giờ thì chúng mình ba đứa mỗi đứa đang ở một phòng để có thể dọn dẹp đồ và rồi đi ngủ, chuẩn bị ngày mai sẽ ra sân bay. Phúc thì sẽ bay sớm hơn vào lúc 3 giờ sáng, còn mình và Hiền thì một người về Sing, một người về Malai, thế nên là sẽ bay chuyến muộn hơn vào lúc 9 giờ sáng mình sẽ phải ra sân bay rồi. Bây giờ thì mình cũng hơi bị díp mắt bởi vì là hôm nay uống cũng khá là nhiều. Uống ở quán bar đấy là một, xong rồi về đến nhà thì chúng mình cũng mở bia và rượu để uống nốt. Hẹn gặp lại các bạn ngày mai vào bữa sáng ngày mai, rồi chúng mình sẽ cùng nhau đi ra sân bay để đi về Singapore nhé. Xin chào các bạn. Bye. Mình vừa hạ cánh xuống sân bay Changi của Sing, và bây giờ thì mình sẽ chuẩn bị lấy hành lý và về nhà. Và trong khi chờ hành lý thì mình nghĩ là mình sẽ quay cái kết cho cái video du lịch Bali ở đây. Và một chút update thông tin cho các bạn chính là mình đã tìm lại được cái chai nước hoa mà hôm nọ mình kể với các bạn là mình bỏ quên ở trên xe taxi khi mà đến khách sạn, đúng không? Thì mình đã nhờ nhân viên là họ check cho mình cái CCTV trước cửa khách sạn và tìm được biển số xe. Thì sau khi trả một số tiền nho nhỏ cho tài xế taxi thì mình đã tìm lại được chai nước hoa và một vỉ thuốc của mình. Nói chung thì đấy cũng là một sự may mắn nữa. May mắn là cái xe nó đi thẳng vào trong khách sạn nên là có thể nhìn thấy được số xe, và cũng may là cái chú tài xế của mình cũng khá là thật thà. Khi mà mình tìm cầm được cái túi đó thì mình còn thấy là cái túi nó còn nguyên si cơ. Nó còn nơ, nó còn tất cả mọi thứ, nó không có một cái gì là xê dịch, chứng tỏ là người ta đã nhặt được cái túi từ rất là lâu nhưng mà người ta không thể sờ mó vào gì cả. Mình đã lấy được vali, bây giờ thì mình sẽ đi ra taxi để gọi xe đi về. Rất cảm ơn mọi người đã theo dõi hành trình đi du lịch của bọn mình, và hãy like và sub kênh của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị em trong các video tiếp theo. Bye.